Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe hatchback số tự động nhập khẩu quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Grand i10. Chiếc xe được sản xuất năm 2014, đăng ký tên tư nhân, lăn bánh được hơn 10 vạn km rồi quý vị các bạn ạ. Phiên bản 1.2 số tự động, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả còn nguyên bản. Chúng tôi đang bán với giá là 275 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2014 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này các bạn nhé. Phiên bản đủ này, phiên bản đủ thì có khóa thông minh, đè nổ này, la răng đúc các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây là nhìn về cái phần đằng sau chiếc xe đây các bạn này. Chiếc xe cũng đã được trang bị màn hình Android, camera lùi, cảm biến lùi rồi. La răng đúc rất là đẹp và dàn lốp thì rất là mới luôn, dàn lốp Michelin còn rất mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Gương chiếu hậu gập điện. Đấy, phiên bản đủ này thì đầy đủ option rồi. Và nhìn về phần bên ngoài các bạn thấy đấy ạ, từ những cái phần đầu, phần cụm đèn này đều còn nguyên bản, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Và phiên bản đủ thì xe cũng đã được trang bị đèn gầm rồi này. Đấy, gương chiếu hậu gập điện, xi nhan trên gương. Đấy, và phần nước sơn bên ngoài cũng còn rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, những cái phần ba đời sốc này còn nguyên này, cánh cửa các thứ là sơn zin luôn bạn nhé. Đấy, những cái phần cánh cửa này là sơn zin này, phần ba đời sốc sau cũng còn rất là đẹp luôn, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu, từ những cụm đèn hậu này chưa có bị va chạm và cũng chưa có bị xước sát gì cả các bạn nhé. Dàn lốp thì còn rất là dày rồi. Toàn bộ về phần ngoại thất đều rất là mới rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cánh cửa này, keo chỉ cánh cửa này, keo chỉ cánh cửa táp bi này. Xe cũng đã được trang bị là nội thất ghế da, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng các bạn nhé. Và đồng hồ công tơ mét đây, khóa thông minh này. Đồng hồ công tơ mét thì chiếc xe này lăn bánh được hơn 10 vạn km rồi. Màn hình Android. Đấy, rất đẹp luôn bạn nhá. Nội thất ghế da pha với nỉ, phiên bản đủ thì nó đã có sẵn nội thất ghế da pha nỉ rồi bạn nhá. Bậc cửa này, ốp bậc cửa inox này, trải sàn da đầy đủ cả rồi bạn nhá. Đấy, tôi quay rất chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem nhá. Đấy, toàn bộ từ những cái phần ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên bản này. Và đây là cái táp bi cánh cửa này. Phía sau keo chỉ này còn nguyên bản này. Đấy, đều rất đẹp, rất là mới luôn bạn nhé. Từ những bậc cửa này rất là mới luôn bạn ạ. Và đây là cái phần cốp sau của chiếc xe bạn nhé. Cốp sau này đấy, từ ốc cốp sau của nguyên zin này, ốc cốp sau nguyên zin, keo chỉ cốp sau cũng còn nguyên hết này, chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, chủ xe rất là cẩn thận các bạn ạ. Chiếc xe này thì chủ rất là cẩn thận, đã có cả những cái phần ốp ghế rồi bạn ạ. Chủ xe đã dùng những cái phần ốp ghế này, chúng tôi là vừa mới, anh em vừa mới dọn dẹp là để hết lại đằng sau đây. Đấy, những cái phần ốp ghế để chống xước này, ốp vô lăng này. Đấy, bên dưới này thì lốp sơ cua này. Đấy, lốp sơ cua còn rất mới luôn. Đấy, lốp sơ cua còn rất mới này. Bộ ốp ghế này, chính vì chủ xe dùng bộ ốp ghế cho nên là cái bộ ghế nó rất mới luôn bạn nhé. Và đây là chiếc táp bi cánh cửa phía sau. Bên phụ này, từ keo chỉ còn nguyên bản này. Táp bi cánh cửa này. Đấy, nội thất này rất mới luôn bạn ạ. Chiếc xe này thì chủ xe rất là giữ gìn cho nên là ghế nó còn mới còn đẹp như này đây. Nội thất ghế da nguyên bản theo xe. Và đây là chiếc táp bi cánh cửa phía trước bên phụ các bạn nhé. Từ keo chỉ cánh cửa này, keo chỉ cánh cửa này, táp bi cánh cửa này.
Đấy, Tab Lô, Tab Bi đều rất đẹp luôn. Màn hình Android. Đấy, rất đẹp luôn quý bạn nhé. Phải nói là có một chiếc xe rất đẹp và rất đều xe đẹp. Toàn bộ từ vô lăng, cần số này, tay phanh này và nội thất ghế này đều rất là mới quý bạn nhé. Khóa thông minh đây. Cái xe này là khóa thông minh đề nổ start top bạn nhé. Phiên bản đủ mới có option này. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Đấy, về phần động cơ này, Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc i10 hatchback này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.2 lít các bạn nhé. Đấy, và tất cả còn nguyên bản này, từ ốc chân máy này, ốc mặt máy này, các thứ là đều còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không có bị tai nạn, không có bị ngập nước gì cả này. Keo chỉ của cabo còn nguyên luôn. Đấy, tất cả là còn nguyên bản này. Nguyên zin hết luôn các bạn nhé. Cam kết với quý bạn là không bị đâm đụng, không có bị ngập nước gì cả. Chiếc xe này là chúng tôi cũng dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi. Bây giờ chỉ việc sang tên xong và đổ xăng và chạy thôi quý vị các bạn nhé. Mà quý vị và các bạn chỉ bỏ ra hơn 200 triệu đồng, gần đến 300 đấy ạ. Nếu cả sang tên xong nữa là quý vị các bạn đã có ngay một chiếc xe rất đẹp đi rồi các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản hatchback sản xuất năm 2014 này các bạn nhé. Nhập khẩu nguyên chiếc, số tự động bản đủ. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chúng tôi đang bán với giá là 275 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 bản đủ số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Grand i10 số tự động này các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ. Những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.